Thưa quý vị, dân chúng biểu tình tại quảng trường Cairo phản đối bản soạn thảo hiến pháp đã phân hóa quốc gia Ai Cập, tin từ Cairo. Tối thứ ba, dân chúng tràn ngập xuống đường tuần hành biểu tình hướng về quảng trường Tahrir ở thủ đô Ai Cập nhằm bày tỏ sự chống đối chính phủ Morsi về bản soạn thảo hiến pháp. Vẫy cờ quốc gia và tiếp tục hô vang khẩu hiệu hãy làm một cuộc cách mạng mới, Tổng thống Mohamed Morsi hãy từ chức. Sau ngày công bố đã có hơn 57% dân chúng đồng thuận và chấp nhận bản soạn thảo hiến pháp mới. Cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật sắp tới. Các đảng phái chính trị đối lập cho rằng chỉ vì bản soạn thảo hiến pháp đã phân hóa và tạo ra sự chia rẽ quốc gia Ai Cập vì nội dung bản hiến pháp này do đảng Hồi giáo Huynh đệ soạn thảo và có khuynh hướng nghiêng về Hồi giáo. Đoàn biểu tình sẽ tuần hành trước văn phòng làm việc của Tổng thống. Phát ngôn viên trong cơ quan giám sát thay đổi cơ chế điều hành quốc gia, ông Ahmed Nelka nhận định rằng bản soạn thảo hiến pháp đã đưa quốc gia Ai Cập rơi vào giai đoạn nguy hiểm về sự phân hóa. Nhiều đợt vận động kêu gọi dân chúng hãy bỏ phiếu chống vì đây là bản soạn thảo hiến pháp rất tồi tệ và đi ngược lại quyền lợi của dân chúng có khuynh hướng trở thành luật pháp Hồi giáo Ai Cập. Ông Nak nói thêm rằng dân chúng đứng lên đấu tranh qua phong trào mùa xuân Ả Rập vào năm ngoái với hy vọng Ai Cập trở thành một quốc gia dân chủ trong khu vực. Nhưng Tổng thống Morsi đã hoàn toàn đi ngược lại ý nguyện của người dân. Trong bản soạn thảo hiến pháp đã không ghi nhận sự hiện hữu của Công giáo cũng như là nhiều giáo phái tôn giáo khác. Đây là sự thiếu sót không thể chấp nhận được, dẫn đến sự phẫn nộ trong mọi tầng lớp dân chúng Ai Cập. Trong khi đó, Tổng thống Morsi và nội các cho rằng bản soạn thảo hiến pháp là tiến trình đầu tiên trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền dân chủ. Tổng thống muốn đưa bản soạn thảo hiến pháp này ra trưng cầu dân ý để bày tỏ sự công bằng và tự do.